Nữ thần, cũng đã rất lâu rồi từ khi mà nữ thần bị giam cầm trong bức tượng này do ma thuật của loại người xấu xa. Sẽ không lâu đâu Morakot, nữ thần nhất định sẽ thoát khỏi bức tượng đó. Ngày rằm cũng đang tới gần, là tròn 500 năm kể từ ngày nữ thần bị nhốt trong bức tượng. Hãy đợi tới khi đó, thần chú trấn giữ nữ thần sẽ bị hóa giải, linh hồn của nữ thần sẽ được phóng thích khỏi bức tượng đó, nơi đã giam cầm nữ thần 500 năm. Ta rất mong chờ ngày đó, tới nỗi muốn phát điên lên được. Và cuối cùng ngày đó cũng sắp tới rồi. Đây là giấc mơ đó. Cô là ai? Đi rồi nè.
gặp nhau ở quán nha. Được không? Dây Mỹ, có gì không con? Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy mẹ? Mẹ của con đang nhuộm sợi đây nè. Còn ba con đâu? Ba con đang làm gì vậy mẹ? Ba con đang rủ bà con để mà chuẩn bị lễ hội cúng thần trắng trong làng. Dây Mỹ, hôm đó con tới múa nha. Dạ được mà. Mẹ nói với ba giùm con sẽ tranh thủ để về cho kịp tham gia lễ hội nha. Mẹ nhớ con lắm. Dạ. Sao vậy nè? Trời ơi, lại tắt máy nữa. Nổ máy đi. Nổ máy đi mà. Trời ơi, tại sao lại đối xử với mình như vậy? Mà không biết khu này có gara hay không nữa. Thiệt tình à. Có đem đủ đồ chưa đó? Có đem đồ không? Ừ được rồi. Đem đủ đồ rồi đúng chứ? Có. Đền thờ nữ thần rắn hổ mang. Con tới cúng nữ thần sao? Dạ phải à. Tại xe của con nó đang bị hư ở đằng trước đó bà. Thấy có đền thờ nữ thần rắn ở đây cho nên con định vô cúng luôn à. Chắc là thần rắn lo cho con nên đã cố tình dẫn con tới đây đó con gái à. Thật sao bà? Sao bà biết vậy? Năm nay con đã bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 24, gần 25 rồi bà. Vậy là cũng gần tới lúc rồi. Mà lúc gì vậy bà? Ăn cha qua đi sắp quay trở lại. Cô ta đang bế quan luyện công đã hơn 500 năm rồi. Điều đó làm cho sức mạnh của cổ càng mạnh hơn và có thể tự mình thoát ra khỏi nơi đã giam cầm của cô ta. Do linh hồn kết nối với nhau nên cô ta sẽ xuất hiện để cho con nhìn thấy. Bà đang nói gì vậy? Con không hiểu. Đã đến lúc rồi, nghiệp trong tiền kiếp mà con đã gây ra sắp tới lúc phải trả rồi. Em ơi, em. Dạ. Em tới cúng nữ thần hả? À, dạ đúng rồi chị. Em có cần cái gì không? Chị là người quản lý ở đền thờ này. Dạ không cần đâu, em cũng cúng xong rồi. Nãy giờ em đang đứng nói chuyện với bà đây. Em nói chuyện với ai vậy?
có gì đâu chị. Trời ơi, xe không có bị hư mà. Vậy là chắc là thần rắn lo cho con nên đã cố tình dẫn con tới đây đó con gái. Không lẽ khu rừng này nằm ở dãy Bắc Phanom Đông Rắc, là khu rừng nằm trên dãy núi giáp ranh với Campuchia. Đây là kiểu rừng đặc trưng của mưa nhiệt đới và có hệ sinh thái vô cùng là phong phú. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều loài động vật được bảo tồn, đặc biệt là loài bò sát, ví dụ như là như rắn chẳng hạn. Rắn sâu. Tôi sẽ ra mắt một bộ phim tài liệu về rắn độc vùng núi Phanom Đông Rắc này. Rắn độc vùng núi Pha Nôn Đông Rắc sâu hả? Tôi sẽ kể cho khán giả nghe câu chuyện. Thực ra thì loài rắn không đáng sợ và nguy hiểm như là mọi người vẫn thường nghĩ đâu, mà thực chất là ngược lại, chính những con rắn đó mới cần phải lo sợ loài người làm hại chúng. Rồi sao nữa? Để tăng thêm độ thú vị cho khán giả khi mà xem, tôi sẽ giới thiệu thêm nghi thức thờ cúng nữ thần rắn và truyền thuyết rắn khổng lồ là truyền thuyết cổ xưa của tỉnh Sĩ Sa Kệt để cho khán giả có thể tăng thêm phần hứng thú khi xem phim. Nghi thức để thờ cúng thần rắn, truyền thuyết rắn khổng lồ. Đúng. Chốt lại là tôi phê duyệt. Tôi cảm ơn ông đã phê duyệt. Tôi mới chính là người phải cảm ơn cậu đó, cậu Xã Rắc à, vì đã đồng ý làm bộ phim này. Tôi cũng theo dõi các tác phẩm của cậu khá lâu rồi. Tôi nhìn thấy được nỗ lực bảo vệ thú rừng và cung cấp kiến thức cho người dân về các loài động vật được bảo tồn, nên tôi rất sẵn lòng đầu tư ủng hộ dự án này đó. Cậu cứ liên hệ với ông Sĩ Rốt nha. Tôi cảm ơn ông. Bây giờ tôi xin phép đi làm việc đây. Yes. 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 Tuyệt quá sếp ơi. Sao em lại tới đây vậy? Tối nay mình có hẹn đi ăn tối đó. Anh lại không nhớ phải không? Thấy chưa? Nếu như mẹ em không tới đây, chắc là tối nay em phải ngồi ăn một mình rồi, có đúng vậy không? Em đói lắm rồi đó, mình gọi món luôn đi anh. Em à, làm ơn cho mượn menu.
Xà Rắc, Xà Rắc, anh định đi đâu vậy? Xin lỗi, anh không được vô đây đâu. Tôi xin lỗi nha, tôi đang muốn tìm một cô diễn viên múa đó. Cô ấy rất giống một người tôi quen. Xà Rắc, anh dính tới mấy người này làm gì vậy? Trời ơi, mình đang vội quá, cậu dẹp giúp mình nha. Mình sẽ nhắn tin cho cậu sau nha. Cô, nè. Xà Rắc, Xà Rắc à. Cô ơi, cô Xà Rắc. Cô ơi. Xà Rắc. Cô ơi. Xà Rắc. Xà Rắc à. Xà Rắc, anh bị làm sao vậy? Xà Rắc, em thật sự rất là yêu anh. Không có người con gái nào muốn người yêu của mình chạy theo người con gái khác đâu. Phải là rất đẹp hay không? Không có thứ gì hay là người nào có thể đẹp hơn nàng được đâu. Nàng chính là chân tình của ta, là người duy nhất mà ta yêu, mà lại không cần bất kỳ lý do nào. Xin nàng đừng rời bỏ ta. Mani Quân, chị Giao Quân, Mani Quân, các loài động vật là bạn của tất cả chúng sinh, tất cả cùng nhau trải qua sinh lão bệnh tử, giải trừ mọi ân oán, cùng sống vui vẻ hòa thuận. Xin đừng tạo thêm nghiệp chướng cho nhau. Hãy giải trừ mọi ân oán, cùng sống vui vẻ hòa thuận. Mô Phật.
xin bảo vệ con trai ta chứ Dương Quân. Chị Dương Quân xả rắc. Nè, con đi đâu vậy? Con chuẩn bị đi quay phim tài liệu ở Sĩ Sa Kịch đó mẹ. Sĩ Sa Kịch là quê của bà ngoại con. Ờ, dạ phải. Con nhớ lúc trước mẹ từng nói với con là bà ngoại là hậu duệ của vua chúa thời xưa, có phải không? Ừ, đúng rồi đó. À, thế này nha mẹ, lần này con đi Sĩ Sa Kịch trở về á, con sẽ kiếm cho mẹ một cô con dâu ha. Ừ, nè, nói linh tinh nè. Ba yên tâm đi, con hứa là con sẽ chăm sóc bản thân thật là tốt, ba không cần phải lo đâu. Ờ, nhưng mà ba, con phải đi đường xa lắm đó, con yêu ba rất nhiều. Con đi trước nha ba, con đi luôn nha mẹ. Ừ. À, nè, xả rắc. Ờ, anh à, con đi làm mà anh. Làng Đông Trung An. Ồ, đúng vậy, nó y chang trên bản đồ luôn. Sếp biết không sếp? Trên mạng nói là người dân làng này vẫn tin về chuyện thần đắng đó. Được, chúng ta mau đi thôi. Dạ sếp. Anh ấy tới rồi. Người dân kìa, chắc là mình đậu xe lại hỏi đường cho chắc ăn. Dạ được sếp. Ờ, dạ xin làm phiền ạ, cho tôi hỏi nhà trưởng làng ở đâu vậy ạ? Nhà trưởng làng hả? Chạy thẳng tới tới ngã ba thì quẹo trái cũng gần đó không xa đâu. Ờ, cảm ơn anh nhiều nha. Ờ, được rồi. Ờ, chạy chậm thôi nha, đường xấu lắm đó. Ờ, cảm ơn anh. Văn phòng trưởng làng là Đông Trung An, xã Văn Phong, huyện Trùng Hải, tỉnh Sĩ Sa Kịch. Hờ, chào. Dạ, dạ, con chào chú. Dạ, con chào chú. À, chào mọi người, chào mọi người. Dạ, trưởng làng Sến Chay phải không ạ? À, phải là tôi đi. Con tên là Xã Rắc ạ? À? À, chủ trang khám phá rừng ạ. À... à. Cậu là Xã Rắc đã gọi điện cho tôi dạ hả? Dạ phải. À, chào mừng, chào mừng, chào mừng. Các cậu cần tôi giúp gì thì cứ nói. Tôi hay theo dõi trang của cậu lắm đó. Thật không ngờ là chủ nhân của trang đó lại là các cậu trai trẻ như vậy. Cảm ơn chú nhiều. Mời các cậu uống miếng nước cho mát. Dạ, cảm ơn cô. Nào. À, cậu Xã Rắc à, đây là Khâm Phen, là vợ của tôi. À, dạ, chào, con chào mọi cô. Người. Con chào cô. Dạ, chào con chào người. Cô. Các cậu tự nhiên nha. Nếu mà không chê thì mời các cậu ở lại đây ăn cơm tối. À, cảm ơn cô nhiều lắm. Lần sau tụi con chắc chắn sẽ làm phiền cô rồi. Được. À, chú trưởng làng à,
Trên cương vị là một người hiểu rõ rừng ở nơi này, con muốn nhờ chú giới thiệu cho con một người để mà dẫn tụi con vô rừng quay bộ phim tài liệu sắp tới được không ạ? Khoảng một hai người gì cũng được ạ. Nếu như người đó có kiến thức có thể liên kết với lịch sử hoặc là các truyền thuyết của tỉnh thì càng tốt nữa. Xin chào. Ngày mai con có rảnh thì đưa họ đi nha. Dạ được, ngày mai con cũng không có đi đâu hết. Con về làng cũng là để tham dự lễ cúng thần rắn đó. Được rồi, tốt. Tôi sẽ đưa mấy anh đi. Cảm ơn anh nhiều nha. Vậy đền thờ thần. Đúng đó, là đền thờ thần. Chính do những già làng đã truyền lại rằng thợ săn đã giết chết con rắn tinh ở trong hang. Nên là vùng đất khuynh hẳn gặp thiên tai, hạn hán, thiếu lương thực và nước uống nữa. Thầy bối ở trong thành phán rằng do răng nanh của một con rắn lớn gây ra, và đó là răng nanh của vua rắn, nên đã cho xây một ngôi đền trang nghiêm để thờ phụng đó. Đó là ngôi đền này nè. Sau đó khuynh hẳn đã bình an, ấm no và hạnh phúc trở lại đó. Ngay sau khi vua rắn chết thì người con gái của vua rắn là Anjawadi cũng là một nữ thần rắn và là người đã tu luyện hơn hàng trăm năm. Cô ta đã kế vị vua rắn và đứng lên bảo vệ, chăm lo cho tất cả các loài rắn. Thần rắn sống trong hang rắn thần nơi trên đỉnh núi đó. Hang của rắn thần Anjawadi. Chi giao quân. Hey, giờ anh định quay ở đâu tiếp vậy? Tôi định sẽ quay từ bìa rừng, sau đó thì cứ đi từ từ vô trong cho tới hang của rắn thần, nơi mà lúc nãy cậu đã kể cho bọn tôi nghe đó. Anh nói hang rắn thần hả? Phải. Anh xả rắc đi. Tôi nghĩ anh hãy nên quay hình ở bìa rừng thôi là được rồi anh ạ. Hệ sinh thái chỗ đó cũng rất là phong phú luôn mà. Động vật ở đó cũng có nhiều nữa, nên là tôi nghĩ anh sẽ quay được nhiều hình ảnh đẹp lắm cho phim tài liệu của anh đó. Còn nếu anh muốn quay ở hang rắn thần thì hơi khó đó nha. Phải đi bộ vất vả rất là xa, xe cũng không thể vô đó được. Xúc kịch. Nó không thành vấn đề. Tôi thích đi bộ để khám phá, phải không mọi người? Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Đầu quay đó nha. Hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu vô trong rừng rồi. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ gặp những gì đây? Mọi người hãy cùng theo dõi nha. Được rồi.
đáng sợ quá đi. Sếp, trời ơi. Hiện tại thì tôi đang ở bìa rừng, con đường dẫn tới hang rắn thần. Khu rừng này nằm ở khu vực dãy núi Phanom Dong Rak, hay là tiếng Campuchia gọi là Phanom Dong Rak. Nó có nghĩa là núi quan gánh. Ta không chờ đợi nữa, cùng đi sâu vô trong, nào. Trời ơi, còn vô trong đó chi vậy? Khán giả, sau khi chúng tôi vô sâu thêm một chút nữa, chúng tôi đã gặp một cái thác nước. Tôi xin nhắc lại thêm lần nữa, nếu như mọi người nhìn thấy thác nước màu này và chảy xiết như vậy thì nhất định không nên xuống chơi vì rất nguy hiểm. Phất, đi theo anh. Theo niềm tin của dân làng ở đây, rắn hổ mang là động vật rất là hung dữ. Nhưng thực ra thì rắn hổ mang lại là một loài động vật rất là sợ con người. Tôi nghĩ là chúng ta nên tới gần để mà xem thử thế nào. Làm gì vậy? Bình tĩnh, nhìn đi, đừng chớp mắt. Hết hồn chưa? Con rắn hổ mang này á cũng khá là hung dữ đó chứ. Nhưng mà chúng ta cũng không thể trách nó được đâu. Bởi vì ta đã xâm phạm nó trước mà. Cho nên nó có bản năng luôn phải phòng thủ. Cũng là chuyện bình thường thôi. Không cần biết là anh có cảnh giác hay là không, nhưng mà tôi nổi hết da gà luôn rồi. Đi được chứ? Dạ được, để em đi lấy đồ. Dạ để em đi lấy đồ đã. Thank you.
Nữ thần, ngài đã về rồi. Ngài trai dâu ông? Phải, ngài trai dâu ông, ngài đang ở rất gần chúng ta. Dạng Hani Quân, người chính là kẻ thù của ta, đời đời kiếp kiếp. Chúng ta chắc chắn đã từng quen biết nhau. Trời ơi, bây giờ thời đại 5G rồi đó mà vẫn còn